Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại đảo Manta, hai người đàn ông do tranh chấp chỗ ngồi đã lao vào ẩu đả ngay trên máy bay. Theo đó, vụ việc xảy ra tại một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair từ Manta đến Stansted. Nhân chứng có mặt cho biết, người đàn ông quốc tịch Anh đã không cho nam hành khách người Mỹ đi qua để đến chỗ ngồi bên cửa sổ dẫn đến ẩu đả. Hình ảnh ghi lại cho thấy, hai người đàn ông đã xô sát, vung tay đánh nhau dữ dội khiến hành khách hoảng sợ. Nhân viên hàng không đã phải cùng những người có mặt tách hai người đàn ông để ngăn chặn bạo lực. Vụ việc khiến chuyến bay bị hoãn 2 giờ đồng hồ. Được biết vào hồi tháng trước, một người đàn ông say xỉn 33 tuổi trên chuyến bay của Ryanair từ Manchester chuẩn bị cất cánh đi Tây Ban Nha đã quát tháo phi hành đoàn. Người này sau đó đã bị cảnh sát khống chế, tuy nhiên trong lúc hoảng loạn, nam hành khách đã đánh trả cảnh sát. Sau khi bị bắt, luật sư bào chữa cho rằng anh ta đã dại dột khi uống quá nhiều rượu trước chuyến bay.